Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Và trong những ngày đầu tiên của năm mới, mình xin chúc quý anh em và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và quay trở lại với journey trải nghiệm mua online ở season 19 server viewmu.net của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em đó chính là nhân vật Merger. Và dòng Merger mà mình sẽ sử dụng trong hôm nay đó chính là Merger Dương Quá. Hay chúng ta còn được biết đến với một cái tên khác, đó chính là Merger một tay, vũ khí một tay nhé. Và đối với dòng Merger này thì anh em nhìn vẻ bên ngoài kìa, đối với một trong những dòng đám vật lý chỉ đứng sau RF thì khả năng Merger là soạn ngôi đẹp trai nhất rồi anh em ạ. Với sở hữu mái tóc màu đỏ, một đôi cánh màu đỏ và một cây kiếm level 1400 cùng màu đỏ luôn, full cây đỏ và set màu xanh, quá là tuyệt vời anh em ạ. Vậy vẻ bên ngoài thì nhìn đẹp như thế thì bên trong em nó có mạnh mẽ hay không? Bây giờ mình sẽ cùng với anh em điểm qua bảng C một chút. Bảng C của nhân vật Merger của chúng ta ngày hôm nay thì đầu tiên sẽ thay đổi về tên class. Sau khi làm nhiệm vụ Master 5 thì em nó sẽ đổi tên thành là Double Knight và cấp độ sẽ là 1600. Sức mạnh em nó sẽ được tăng tiến lên mức 4000 sức mạnh. Đây là dòng Merger mình muốn trải nghiệm ngày hôm nay anh em. Merger sử dụng vũ khí một tay và cộng phun hết vào điểm sức mạnh. Nhanh nhẹn thì đủ để mang vũ khí và áo quần. Máu và năng lượng cũng như vậy, máu sẽ không tăng và năng lượng thì mang chỉ đủ tăng để chỉ mang vũ khí thôi anh em, chứ không có tăng nhiều. Và lượng ATK power, tức là sức tấn công của em nó đạt ngưỡng là 19200 và cao nhất là 19692, với lượng combat power được tăng thêm là 13000. Quá là khủng đi anh em ạ. Chỉ số thì quá là khủng đi. Rồi, các chỉ số bên trong của em nó nội tại thì như nào? Em nó sở hữu là 65% click dam, 56% excellent dam, 38% double dam, 17% triple dam và xuyên giáp sẽ là 21%. Rồi với những chỉ số thông tin như vậy thì em nó đang sở hữu những set đôi như trên người. Và như anh em cũng đã thấy trên màn hình thì set thì sẽ là cây vũ khí hai tay, tăng combat power lên 182% và tăng width dam lên 160% và full ồn còn 15 như nhé. Set thần thì là set lightning 1500 và full option. Đối với cánh cấp 5 của em nó sẽ có tên là Winger Punishment. Punishment nha anh em, cộng 15. Và lượng đam tăng thêm là sẽ là 2324 và lượng phòng thủ tăng thêm sẽ là 2737. Lượng đam và đẹp hấp thụ và tăng thêm thì giống như Wing 4 với 70 và 73% chỉ số. Lượng đam correction sẽ vẫn là cộng 16. Ở đây thì Wing cấp 5 của Merger mình sử dụng sẽ là double đam và loại cánh sẽ là tăng 273 điểm sức mạnh, kèm theo đó sẽ tăng tỷ lệ tấn công thuộc tính lên 125 điểm thành công và tăng đam AOE của skill lên là 40. Đó là tất cả những cái gì mà vật phẩm em đã sử dụng trong ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi đến map test đam để kiểm tra đam giữa các skill và trải nghiệm skill Master 5 của em đó. Rồi mình vừa đưa nhân vật Merger của mình đến với chỗ test đam và chúng ta sẽ tải rỡ Terra Psycho Orb và mình sẽ sử dụng là sỏi hoàng kim như nhé, giống như các cái nhân vật khác. Và đối với nhân vật Merger như em cũng đã có thể thấy thì ATK speed của mình chỉ đạt được là 183/151 khi mình đang đi theo dòng là full hết tất cả mọi thứ vào sức mạnh. Và đầu tiên chúng ta sẽ trải nghiệm đam của Master 800 skill Merger với skill là Chao Blade như nhé. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em test đam. Và như vậy 1.026.000, 1.243.000 nha bạn, 1.243 là lượng đam cao nhất, 1.025. Tại mình còn thấy cả 1.2 có phải không nữa hay bị nhầm nữa. Đi nhầm đấy nha bạn, 1.025.000 đấy nha. Đây là skill Chao Blade, skill Master 800 và cũng giống như là hay còn gọi là skill được làm lại của nhân vật Merger khi lấy season 17. 16 đấy nha bạn, 16 đấy nha, Merger được làm lại ở season 16. Và bây giờ mình sẽ sử dụng skill thứ hai, đó chính là skill Fire Slash nhé, chém lửa của em đó. Chém lửa này là chém lửa cơ bản chứ không phải là chém lửa của Master nhé. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. 1.016.000. Đấy, anh em để ý màu sắc của skill kìa. Khi mà chúng ta sử dụng skill Fire Slash này á, thì anh em nhìn cảm giác chém nó một quần lửa đúng không? C
cần quân lửa một cái bóng chip. Và bây giờ mình sẽ sử dụng skill Master 5 cho anh em xem. Skill Master 5 của chúng ta sẽ có tên là Chao Blade of Sturation và yêu cầu sức mạnh phải là 900 điểm để chúng ta mới sử dụng được. Và mana tiêu thụ sẽ là 19, cột tím tiêu thụ sẽ là 14 và tâm đánh sẽ là 6, với basic skill dam là 578 điểm sức mạnh cộng với 149 điểm đam thuộc tính. Đó. Rồi, chúng ta sẽ nhìn xem em nó có dáng vẻ ra sao. Đây là skill Master 5. Mình thấy là nó sẽ là sự kết hợp giữa skill Chao Blade cộng với skill Fire Slash nhé em. Hai skill này kết hợp với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test dam. 1.057.000. 1.276.000 nhé em. 1.276.000 là lượng đam lớn nhất. Nhìn hơn một chút so với skill Master 800. Anh em đợi một chút, mình sẽ tăng cái điểm nhanh nhẹn nó lên cao một tí. Hồi AG lên cao một tí để chúng ta có thể lên 15 điểm đi, để chúng ta có thể có một lượng hồi AG tốt. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng skill Master 800 để xem đối với một mục tiêu thì em nó sẽ gây ra được lượng đam bao nhiêu. Và mình sẽ cố gắng ăn full speed đi nhé. 203 lượng tổng đam lên 1 giây hiện tại đối với 10 giây chỉ là 4.3 anh em ạ, khá là thấp. Hiện tại là thấp nhất trong cả các nhân vật và chúng ta tạo với một mục tiêu. Lượng đám thì không được dày lắm anh em ạ. Cảm giác nó hơi là thưa đám anh em. Hy vọng là khi đi trên thì em nó cầm khá hơn một chút. Cứ với tình trạng này thì khá là lẹp về so với các nhân vật mà mình đã tài nhiệm trước đó. 1.3 năm anh em ạ. Cái này chắc lên tới 1 phút thì cũng không có thay đổi gì nhiều quá anh em. Đây là skill Master 5 nha nhé. Kết hợp giữa skill Chao Blade và skill Fire Slash, một skill 800 cộng với một skill của Master 3 kết hợp lại với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ đưa MG của chúng ta lên với bài trên và giới thiệu một chút về Master 5 và để xem em nó có thể trên được ở cái mốc cuối không. Và trước khi đến với mốc cuối mình sẽ đổi lại ra sử dụng UR nha nhé. Đi trên thì phải dùng UR thôi nha mà, không nó quái nó tát chết đó. Rồi mình vừa đưa nhân vật MG của mình lên với bãi Hotspot Win, cũng là bãi khắc hệ của cái Penta mình đang sử dụng. Và như anh em cũng có thể thấy thì máu MG tụt khá là nhanh anh em ạ. Khả năng không ổn rồi, MG Spain không ổn rồi. Tuy rằng lượng đám em nó gây ra thì không để nổi nào anh em. Cái liên quả cũng khá là tốt, tuy rằng không giống ngon như giống như cả cái nhân vật trước. Nhưng mà tầm này khá là ổn áp đấy anh em. Chủ yếu là lượng phòng thủ, thì chúng ta sẽ kiểm tra lại lượng phòng thủ của em nó một chút. Úi chết chết, tại đi đâu vậy, đi nhặt cái gì vậy? Ok, rank của em nó sẽ là rank 6, mình sẽ để rank 6 rồi cho em nó đứng một chỗ. Rồi lượng phòng thủ là 12.791, hèn gì em nó cảm giác việc quái đánh mất máu rất là nhiều anh em. Cái liên quả cũng kịp trước khi mà quái đánh đến chúng ta nên chúng ta bị mất một lượng máu khá là lớn. Mình sẽ thu nhỏ cái màn hình lại một chút cho anh em phóng to nó lên một chút. Anh em dễ nhìn được cái MG trên. Anh nhìn nó quạt kìa. Đường KDA thì 0.5 thay thì cũng khá là ổn đấy nhé. Không quá là thấp. Tuy rằng so với GL hay là cả cái nhân vật khác, IK có thể đạt đến ngưỡng là 0.65 thì 0.5 vẫn là một con số chấp nhận được đấy nhé mà. Thậm chí là 0.55 luôn kìa nhé. Rồi như vậy đối với MG sử dụng skill Master 5 và đi theo dòng sức mạnh thì chúng ta nên khảm thẻ bài như nào đối với Master 5. Mình với các em sẽ cùng điểm qua một chút. Đối với Master 5 của MG đi theo dòng sức mạnh thì chúng ta sẽ lấy extra dam. Thẻ bài mở rộng sẽ là thẻ bài AOE để lấy lượng dam diện rộng. Và skill bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng đó là skill Chao Blade of Sturation, thẻ bài tăng skill Master 5. Và thẻ này chúng ta sẽ cố gắng cộng tối đa lên cấp độ 5 nhé, để chúng ta có thể đạt được là 154 điểm skill attack power, cũng như là 150 HP, 150 năng lượng và 75 điểm AG. Ở thẻ bài thứ 3 thì mình đang mở được cộng 4, chưa mắc được anh em ạ. Rồi, đối với thẻ màu xanh nước biển thì có một sự khác biệt ở đây. Thì MG mình đi theo dòng sức mạnh, bởi vì mình sẽ lấy điểm thẻ loại 1
bên trái sẽ là thẻ tăng điểm sức mạnh khác với các nhân vật trước nhé. Và thẻ sức mạnh này bọn mình đang cộng 4 cộng 4 và chỉ số nó mang lại cho chúng ta là 42 điểm sức mạnh. Thứ hai sẽ là năng lượng, sẽ là cộng 15 điểm nhanh nhẹn. Thứ ba sẽ là tăng attack power mỗi level. Và thứ tư sẽ là tăng đam diện rồng. Thứ năm cũng tương tự, tăng sức tấn công diện rồng lên 70 điểm. Và ở thẻ elite sẽ là lấy crit đô đam, tức là đam crit. Và lấy đam double, đam nhân 2 lên 4.5%. Rồi với thẻ bên phải thì chúng ta sẽ lấy tương tự đối với các nhân vật vật lý khác. Thẻ lấy lượng tăng lượng đam thấp nhất tăng thêm 108 điểm và lượng đam cao nhất tăng thêm 35 điểm ở thẻ cộng 1. Và đối với cánh thì chúng ta sẽ sử dụng loại thẻ bài mà tăng skill attack power thẻ cộng 5 lên 120 điểm và tăng phòng thủ nhé. Tương tự như vậy chúng ta sẽ sử dụng cho thẻ bài xanh lá cây và màu tím. Chỉ có khác ở thẻ bài tinh nhanh, tức là thẻ elite thì chúng ta sẽ sử dụng là excellent đam và xuyên giáp. Tương tự như ở dưới thì chúng ta sẽ lấy là tăng đam tăng thêm skill lên cộng 5 và tăng được 5.5% và tăng cái lượng đam nhân 3 lên 3%. Đó là tất cả những gì mà thẻ master đam của một nhân vật MG mà chúng ta cần phải chú ý. Tất nhiên sau này khi mà anh em đi PVM thì anh em cũng nên dựa vào cái thẻ bài này để tăng nhé, khá là chuẩn rồi đấy nhé, cũng không quá là nhiều sai sót đâu, gần như là chuẩn chỉ rồi đấy. Và anh em thấy con nhân vật MG này trên như nào, anh em có thể nêu cảm nghĩ cho mình ở dưới phần bình luận. Và theo anh em, nếu như mà mình đổi cái nhân vật đi theo dòng sức mạnh này và chuyển sang nhanh nhẹn khi sử dụng vũ khí hai tay thì như nào, và khi sử dụng vũ khí một tay thì em đã có tên tốt hay không, và vũ khí một tay thì theo anh em nên đi theo dòng sức mạnh hay là nhanh nhẹn. Và sau đó thì mình sẽ cố gắng làm thêm một video nữa với cái nhân vật MG này và đi theo dòng năng lượng và sử dụng skill Harpo, tức là skill thả cái thông anh em, để xem skill đó nó sẽ dựa kết hợp giữa skill gì và skill gì anh em. Theo thông tin mình leak được thì skill đó nó sẽ kết hợp giữa skill Master 800 cộng với skill thả xét anh em ạ, và mình hy vọng nó sẽ đẹp. Và anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực. Ngoài ra thì anh em cũng có thể ủng hộ mình bằng cách là donate qua tài khoản Momo bằng cái mã QR mà mình đang để hiện ở trên màn hình đấy anh em. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.